Cô xin chào các con học sinh lớp 3 thân mến. Cô rất vui được gặp các con trong tiết toán ngày hôm nay. Bài học của chúng ta là bài chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Bây giờ cô và các con cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học này nhé. Tiên cô có phép chia thứ nhất 4.218 chia 6. Em có nhận xét gì về phép chia này? À, đây là phép chia số có 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số. Các em hãy thực hiện đặc tính cho cô. Rồi, đầu tiên cô viết số 4.218. Viết số 6 kế bên, kẻ vạch chia giữa hai số. Các em thực hiện chia cho cô. Cho cô biết bài này có mấy lượt chia? À, bài này có 3 lượt chia. Vì sao nào? À, vì chữ số hàng nghìn là 4 bé hơn 6 nên không chia được. Ta lấy tiếp chữ số liền kề là hai chữ số 42. Lượt 1, 42 chia 6 được 7, viết 7. 7 x 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0, viết 0. Sang lượt 2, hạ 1. 1 chia 6 bằng 0, viết 0. Các em có biết vì sao 1 chia 6 được 0 không? À, đây là kiến thức các em cũng đã được học ở học kỳ 1 rồi ha. Khi số bị chia bé hơn số chia thì ở thương ta viết chữ số 0. Chia được chữ số 0. 0 x 6 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. Hết lượt 2, sang lượt 3, hạ 8, được 18. 18 chia 6 được 3, viết 3. Nhân 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0, viết 0. Cô hướng dẫn lại lần thứ 2. Bài có 3 lượt chia, lượt 1 lấy 42 chia 6 được 7, viết 7. 7 x 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0. Hết lượt 1, hạ 1 sang lượt 2. 1 chia 6 được 0, viết 0. 0 x 6 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. Hết lượt 2 sang lượt 3, hạ 8 được 18. 18 chia 6 được 3, viết 3. 3 x 6 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0. Vậy 4.218 chia 6 bằng 703. Sau khi chia, em có nhận xét gì về phép chia này? À, đây là phép chia có 3 lượt nên thương là số có 3 chữ số. Ngoài ra đây là phép chia hết. Thêm một nhận xét nữa là trong một lượt chia có số bị chia bé hơn số chia nên thương có chữ số 0. Chúng ta qua phép tính thứ hai. 2.407 chia 4. Em có nhận xét gì về phép chia này? À, đây cũng là phép chia số có 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số. Các em đặt tính cho cô. Đặc tính tương tự với bài A. 2.407 viết số 4 kẻ vạch chia giữa hai số. Trước khi chia cho cô biết bài này có mấy lượt? À, bài này có 2 lượt. Đầu tiên cô lấy 24 chia 4 được 6, viết 6.
6 x 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Hết lượt 1 sang lượt 2, hạ 0. 0 chia 4 được 0, viết 0. 0 x 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Hết lượt 2 sang lượt 3, hạ 7. 7 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3. Cô nhắc lại, bài này có 3 lượt chia. Lượt 1 lấy 24 chia 4 được 6, viết 6. 6 x 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Hết lượt 1 sang lượt 2, hạ 0. 0 chia 4 được 0. 0 viết được 0, viết 0. 0 x 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Hết lượt 2 sang lượt 3, hạ 7. 7 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3. Vậy 2407 chia 4 bằng 601, dư 3. Sau khi thực hiện chia xong, em có nhận xét gì về phép chia này? À, phép chia này thứ nhất có 3 lượt chia, cho nên thương là số có 3 chữ số. Thứ hai, trong một lượt chia có số bị chia bé hơn số chia nên thương có chữ số 0. Và nhận xét thứ ba là đây là phép chia có dư. Vậy từ hai phép chia các em vừa thực hiện, chúng ta có nhận xét gì về hai phép chia này? Đầu tiên các em hãy tìm điểm giống nhau giữa hai phép chia. À, hai phép chia này có những điểm giống nhau như sau. Thứ nhất, đều là số có 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số. Điểm giống nhau thứ hai là cả hai phép tính này đều có 3 lượt chia. Điểm giống nhau thứ ba là trong 3 lượt chia có một lượt chia số bị chia bé hơn số chia nên thương có chữ số 0. Vậy thì nêu cho cô điểm khác nhau giữa hai phép tính này. À, trong hai phép tính này thì điểm khác nhau là câu A là phép chia hết, câu B là phép chia có dư. Thì với phép chia có dư thì cô lưu ý các em là số dư luôn luôn bé hơn số chia. Các em nhớ chưa nào? Vậy thì cô vừa hướng dẫn các em chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số tiếp theo. Bây giờ chúng ta bước sang bài tập nhé. Chúng ta sang bài tập 1, đặc tính rồi tính. Ở bài tập 1 này chúng ta có 4 phép tính. Thì đầu tiên các em sẽ thực hiện đặc tính, sau đó các em tính. Thì đối với bài này cô lưu ý các em trước khi tính các em cần chú ý những điều sau. Thứ nhất là các em xem phép tính đó có mấy lượt chia. Thứ hai, trong các lượt chia có lượt nào là số bị chia bé hơn số chia hay không? Nếu có thì thương sẽ có chữ số 0 nhé. Thứ ba, đối với phép tính chia có dư thì số dư luôn luôn bé hơn số chia. Lưu ý cả ba điều này thì các em sẽ làm được bài tập 1 rất tốt. Sang bài tập 2. Các em đọc nhẩm theo cô nào.
Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1.215 mét. Đội đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi, đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? Các em đọc thầm lại bài toán, gạch một gạch dưới đề bài cho, gạch hai gạch dưới đề bài hỏi. Sau khi đã gạch xong, các em thử tóm tắt bài toán cho cô nào. Rồi, sau khi tóm tắt các em đối chiếu với tóm tắt của cô nhé. Có nhiều cách tóm tắt, tuy nhiên với bài này cô chọn tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Cho cô biết, bài toán cho biết gì nào? À, bài toán cho biết một đội công nhân phải sửa được quãng đường dài 1.215 mét. Cô vẽ một đoạn thẳng tương ứng 1.215 mét. Bài toán cho biết gì nữa? À, bài toán cho biết đội đó đã sửa được 1/3 quãng đường. Sửa được 1/3 quãng đường nghĩa là từ quãng đường phải sửa là 1.215 mét này, cô chia thành 3 phần bằng nhau. Và cô lấy ra một phần, tức là 1/3 quãng đường này đã được sửa. Bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? Như vậy thì hai đoạn còn lại này chính là phần mà đội công nhân đó còn phải sửa. Như vậy thì nhìn vào tóm tắt của bài toán thì các em sẽ tự giải bài toán này nhé. Chúng ta sang bài tập số 3. Bài 3 yêu cầu đờ hay sờ, nghĩa là nếu bài đúng thì các em ghi chữ đờ vào ô trống, nếu bài sai thì các em ghi chữ sờ vào ô trống. Ở bài 3 có 3 câu A, B, C. Thì để thực hiện tốt bài này, các em thử chia nhẩm hoặc là chia nháp bài này. Sau khi chia xong, chúng ta đối chiếu lại với lại bài của trong sách giáo khoa. Nếu như giống nhau thì các em sẽ ghi chữ D là đúng. Nếu khác thì các em ghi chữ S là sai. Hoặc các em nào giỏi, chúng ta cũng có thể nhẩm. Ở bài này, chúng ta muốn làm chính xác thì giống như bài tập 1, cô cũng có những lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất là các em xem coi bài này có mấy lượt chia. Trong các lượt chia có lượt nào mà số bị chia bé hơn số chia hay không? Nếu có thì bắt buộc thương phải có chữ số 0. Và trong bài này, trong những bài này thì có bài nào có số dư hay không? Và xem số dư có bé hơn số chia hay không? Nắm được 3 quy tắc này thì các em sẽ làm được bài này chính xác.